xin chào tất cả anh chị các bạn chúng ta tiếp tục gặp nhau như tôi nói việc xây dựng thương hiệu cá nhân giống hệt như việc xây dựng thương hiệu cho doanh nghiệp à, về cơ bản là như vậy vậy thì thương hiệu cho doanh nghiệp cho sản phẩm cho dịch vụ thì cái bộ nhận diện thương hiệu của nó là gì à, nó gồm những cái gì thì bộ nhận diện thương hiệu cho cá nhân cũng như vậy thì sau đây là gợi ý của tôi để các anh chị và các bạn có thể xây dựng một cái bộ nhận diện nhân hiệu cho chính mình à, ví dụ chúng ta cũng nên có một cái logo à, thế thì các bạn thấy đấy ví dụ như một con người thì có cái logo là như thế nào thí à, dụ như đây là cái hình ảnh của tôi thì bạn có thể để nguyên một bức ảnh như vậy bạn không cần thiết thứ hai nữa là bạn cũng có thể sử dụng cái dạng là các cái nét vẽ phác thảo trông tôi như thế nào ví dụ như là cái hình ảnh của tôi tôi có thể sử dụng một cái mũ à, và sau đó thì tôi sẽ có những cái nét chì phác thảo cái mũ đó đấy là cái cách khi nhìn vào cái mũ đó khi nhìn vào cái bóng đó, người ta sẽ nhận ra tôi. Chẳng hạn như các bạn có thể tưởng tượng như Michael Jackson chẳng hạn, thì khi mà đội một cái mũ, đúng không ạ, cộng với một cái uh, mái tóc bầm đuôi ngựa, đúng không ạ, thì các bạn dễ dàng nhận ra đấy là Michael Jackson hoặc là một cái cái điệu nhảy Walking Moon, đúng không ạ? thì đấy là cái ý tôi muốn nói về cái việc là một cái bộ nhận diện thương hiệu nó sẽ gồm cái uh, cái cái logo, đúng không ạ? Sau đó là một cái slogan, slogan tức là ở đây là một cái khẩu hiệu. À, ví dụ như là mình sẽ có một cái câu khẩu hiệu là tôi là thế này tôi là thế kia à, mình sẽ chọn những cái câu nó nó hay hay một tí ví dụ như ngày xưa tôi hay để cái câu là à, có chất thì có tất ví dụ như thế à, cái, những cái câu nói như này rất là nhiều à, trên mạng các bạn có thể tìm đấy vô vàn hoặc là các bạn có thể sáng tạo cho mình một câu đúng không hay là tôi đang để một cái câu trên facebook cá nhân là tôi là ai không quan trọng đúng không những việc tôi làm sẽ định nghĩa con người tôi À, thì những cái câu như vậy để các bạn uh, có thể tìm và các bạn chọn cho mình hoặc sáng tạo cho mình rất là hay chưa? có logo có slogan thì logo các bạn có thể thiết kế vẽ hoặc là các bạn có thể sử dụng chính cái, cái bức hình của mình cái, cái ảnh mình chụp à, slogan thì các bạn viết lên trên uh, cover trên avatar hoặc là trên uh, các cái phần mà tiểu sử các bạn có thể đưa lên đấy, đấy. thế thì cái chủ đề à, cái định vị mà chúng ta theo đuổi xuyên suốt là gì ví dụ như là hình ảnh một À, nữ doanh nhân thành đạt à, một người phụ nữ à, sexy hay một cô gái nóng bỏng à, hay là một người nói chuyện rất là có khiếu à, hay đơn giản, ví dụ như là các bạn thấy là cái câu chuyện của Tony Buổi Sáng đúng không ạ? Thì Tony Buổi Sáng là một cái nhân vật mà được xây dựng khắc họa rất là sâu à, về mặt tài năng, về mặt hiểu biết và chia sẻ những câu chuyện rất là đời tư à, một cách rất là nhẹ nhàng, thân thiện, rất là dễ hiểu để cho mọi người có thể học hỏi, chia sẻ và cùng nhau học tập những cái bài học kinh nghiệm từ cái câu chuyện của Tony buổi sáng. Và tôi nghĩ rằng là cái hình tượng Tony buổi sáng nó là cái hình tượng rất thú vị mà các bạn nên học hỏi về cách xây dựng nhân vật hoặc là xây dựng thương hiệu cho nhân vật rất là tốt nha Đấy là thực sự là rất là tốt đấy. Rồi thì những cái trang phục các bạn thường mặc là gì? Các bạn phải xuất hiện một cách xuyên suốt. Không thể nào hôm nay bạn cứ bikini ngày mai bạn lại À, mặc một cái trang phục khác được ừ, bởi vì là à, chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta sẽ có một cái quá trình xuyên suốt thí à, dụ chẳng hạn như tôi chẳng hạn các bạn đã thấy là, là tôi rất là hiếm khi hoặc gần như là không bao giờ à, tôi đăng những cái hình tôi đi bể bơi hay là tôi đang mặc những cái bộ đồ sexy để lên trên uh, Facebook đúng không ạ à, chỉ đơn giản là tôi nghĩ rằng là nó không phù hợp với hay là nó không nhất quán với cái hình ảnh mà tôi đã làm à, từ nhiều năm nay đúng không ạ Thế thì ví dụ như bạn đi biển Bạn vẫn có thể chụp ảnh ở biển Bạn chụp xa xa Hoặc là bạn vẫn mặc những cái bộ quần áo phù hợp Tất nhiên không phải là bộ com lê rồi Đúng không? Nhưng ý tôi nói là nó không phải là một cái bộ Một cái quần sọc Mà tôi đang mặc ở trên bãi biển Mà tôi đưa lên à, Đấy là điều mà tôi cho rằng là nó không phù hợp và không nhất quán Đấy Đầu tóc phụ kiện Rồi lời ăn tiếng nói là Chúng ta phải chú ý đặc biệt là các bài viết các hình ảnh mà chúng ta đưa lên đấy nó phải minh họa nó phải tác động đến việc rằng là tôi là một chuyên gia trong lĩnh vực mà tôi đang theo đuổi bạn là chuyên gia làm đẹp bạn là stylist hay là bạn là make up hay là bạn là một cái người mà là chuyên làm spa thẩm mỹ hay bạn là một CEO rất là thành công vân vân đấy chính là cách mà chúng ta sẽ làm và chúng ta sẽ không đi lệch ra khỏi quỹ đạo đúng không ạ À, chúng ta cũng sẽ cần là gì à, một cái ảnh bìa Facebook, cái ảnh bìa Facebook trên trang cá nhân hoặc là ảnh bìa trên trang fanpage. Chúng ta cũng sẽ cần một cái ảnh avatar đẹp, avatar thì các bạn nên đi chụp ảnh chuyên nghiệp, mặc một bộ siêu hay là một cái bộ sexy mà phù hợp với phong cách bạn theo đuổi. Nếu bạn mà sexy hơn nữa thì có thể chụp một cái bức ảnh lưng trần gió biển vân vân rất là đẹp. Tôi nghĩ thế nó phù hợp với phong cách bạn theo đuổi nhưng mà phải xuất sắc để lên trên avatar của mình. Avatar bây giờ nó có ở khắp mọi nơi, đúng không? Cái bộ gồm có avatar và ảnh bìa này có trên Facebook cá nhân, có trên fanpage, có trên kênh YouTube, có trên website, có trên Instagram. Thì chúng ta cần phải thống nhất với nhau về những cái hình ảnh này khi mà chúng ta đăng lên thì chúng ta sẽ đăng đồng loạt ở trên các cái uh, trang web cũng như là các cái nền tảng khác nhau để tạo ra cái sự nhất quán cho mình. Và trong cái quá trình mà chúng Chúng ta truyền tông điệp về nhân hiệu của chúng ta Đấy Và chúng ta cũng nên đầu tư chụp một vài bộ ảnh Hàng năm hoặc hàng tháng nếu có điều kiện Thì chúng ta để chúng ta có cái dữ liệu Để chúng ta upload lên trên Facebook Hoặc là các cái nền tảng mạng xã hội khác Mà chúng ta đang xây dựng Thế thì việc xây dựng hoặc là thiết kế Có được một cái bộ nhận diện nhân hiệu là rất quan trọng Đấy Nó được thể hiện là có logo, có slogan, à, có phong cách, có thiết kế, có màu sắc riêng của mình. thí à, dụ như bạn chọn cho mình một cái màu hợp mệnh, sau đó tất cả các avatar rồi các ảnh bìa, rồi banner rồi cho web vân vân, thì bạn đều đi theo xuyên suốt một cái màu như vậy, sử dụng một cái biểu tượng như vậy thì khi người ta nhìn thấy màu đó, biểu tượng đó, slogan đó, người ta sẽ nghĩ tới bạn, đúng không ạ? người ta sẽ nghĩ tới bạn, Đấy, và người ta nhìn thấy những cái cách nói chuyện, những cái keyword hoặc là những cái hashtag mà các bạn thường để lại ở trên uh, cái kênh youtube hoặc là kênh facebook hoặc là kênh instagram các bạn sẽ thấy là rất là thú vị vì vậy hashtag và slogan uh, keyword cũng là một trong những cái dấu hiệu để các bạn xây dựng thương hiệu cá nhân vâng thế thì chúng ta thấy rằng là uh, kết luận ở cái phần mà chúng ta cần phải có một cái bộ này thì chúng ta sẽ tự làm hoặc là chúng ta cũng có thể là đi thuê một người thiết kế hoặc là các bạn chưa biết làm gì thì các bạn có thể là xem lại cái bài phân tích mô hình squat là mô hình là điểm mạnh điểm yếu ở thời cơ thách thức để mình xem là mình phù hợp với người như thế nào chẳng hạn bạn là bác sĩ đúng không ạ thì tôi nghĩ rằng bạn cứ xây dựng hình ảnh bạn là một bác sĩ rất là giỏi về chuyên môn tận tâm với nghề nghiệp với con bệnh thì tôi nghĩ rằng rất là tuyệt vời à, tất cả những bài viết tất cả những hình ảnh bạn xuất hiện đều là công việc đều là áo blue trắng đều là một người rất là tận tâm, rất rất tuyệt vời. Nếu bạn là một giáo viên, đúng không ạ? À, bạn hãy thể hiện rằng bạn có một cái tình yêu rất lớn đối với học trò của mình, sự trách nhiệm đối với công việc và những cái hình ảnh xuất hiện là những cái bộ trang phục rất là lịch sự, rất là kín đáo, rất là nghiêm túc để tạo ra cái ấn tượng tốt. À, còn bạn là một người bán hàng online thì như tôi đã nói, có vô vàn cái cái sản phẩm mà bạn đang bán. Trả lời cho câu hỏi là bạn đang bán gì? Bạn muốn bán gì? Bạn muốn xây dựng hình ảnh như thế nào thì tôi sẽ có thể tư vấn được hình ảnh phù hợp với bạn. Đúng không ạ? Tôi sẽ tư vấn hình ảnh phù hợp. Bạn là một chủ spa thì uh, chẳng hạn như là tôi có chị bạn, chị là chủ spa, chị rất là xinh, uh, chị cái cảm giác mà chị đăng hình lên trên Facebook là nó một cái cảm giác mà rất là sang trọng, rất là quyến rũ, rất là trẻ trung và rất là sâu lắng. Thì đấy cũng là cái cách mà tôi nghĩ rất là tốt để các bạn xây dựng thương hiệu cho mình. À, thế thì rõ ràng là mỗi khi xuất hiện bạn phải chọn một cái bộ trang phục và một cái bộ váy rất là xinh ngồi ở một cái chỗ quán cà phê hay một cái không gian rất là sang trọng Và nó phù hợp với đẳng cấp và phù hợp với cái định vị mà mình đang mang đến đúng không ạ thì đấy là ý mà tôi muốn nói và à, chúng ta cũng phải chú trọng đến việc đầu tư và nhất quán đồng bộ à, các cái avatar slogan màu sắc à, hình ảnh của cá nhân ở trên tất cả những cái công cụ mà chúng ta gọi là hệ sinh thái thương hiệu cho việc là xây dựng nhân hiệu cá nhân Vâng, thì một lần nữa xin được cảm ơn tất cả anh chị và các bạn đã theo dõi bài học này Và sau bài học này thì tôi hy vọng là các anh chị sẽ có một cái bộ nhận diện thương hiệu cho mình Và nếu các anh chị không biết làm, hoặc là chưa biết làm, chưa biết thuê ai Thì anh chị có thể liên hệ trực tiếp với thầy Nguyễn Phan Anh là tôi Để được tư vấn, thiết kế và trợ giúp Bởi vì tôi có một công ty về media tôi có thể thiết kế cho các anh chị và các bạn banner hình ảnh video thậm chí sản xuất các cái video cho các anh chị và các bạn giống như là cái video của các anh chị và các bạn đang xem như thế này tôi có thể tư vấn lựa chọn hình ảnh lựa chọn thông điệp lựa chọn slogan lựa chọn cái định vị thương hiệu cho các anh chị và vẽ cho các anh chị cái lộ trình mà 3 tháng 6 tháng một năm chúng ta sẽ phải làm gì để chúng ta có được cái thương hiệu cá nhân thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp với tôi ở địa chỉ email fanhongonline@gmail.com, com, .com sược online số điện thoại 0989 623 888. Đây là cái thông tin mà các bạn có thể liên hệ trực tiếp với tôi hoặc tìm trên Google địa chỉ fanhongonline các bạn sẽ thấy ngay. Một lần nữa xin được cảm ơn các anh chị và các bạn rất nhiều.